Xin chào em, chúng ta sang bài mã số ID là 505. Bài này nằm trong khóa vô cơ cơ bản 11, chuyên đề bài tập tạo thành và hòa tan kết tủa. Bài toán này là bài toán ngược. Như vậy bài toán ngược thì chắc chắn rằng là phương pháp giải thầy chọn là sơ đồ, bảo toàn nguyên tố nhôm hoặc kẽm và sử dụng công thức là số mol H cộng phản ứng bằng số mol OH trừ bị mất. Vì bản chất của nó là sự kết hợp giữa H cộng với OH trừ tạo nước. Việc đầu tiên thầy vẽ sơ đồ. Đây là sơ đồ của thầy. Trong sơ đồ này thầy có hai trường hợp. Trường hợp 1 là muối nhôm 3 cộng AlOH 4 lần trừ dư. Và trường hợp thứ hai là tạo ra muối nhôm 3 cộng. Thế thì ứng với một trường hợp này thầy có một nghiệm. Như vậy trường hợp thứ nhất thầy có H cộng phản ứng là 2V sẽ bằng 0,2 là phản ứng với OH trừ. 0,1 nhân với 1 là bởi vì từ 4 mà sang 3 thì mất 1. Vậy kết quả là OH trừ phản ứng mất đi là 1. Vậy là các em lấy 0,1 nhân 1. Từ đó các em tìm ra V bằng 150 ml. Trường hợp thứ hai là trường hợp mà tạo ra muối nhôm 3 cộng. Thì đầu tiên thầy bảo toàn nguyên tố nhôm, thầy tìm ra nó là 0,1 mol. Tiếp tục thầy dùng công thức là H cộng phản ứng là 2V bằng 0,2 là phản ứng với OH trừ. 0,1 nhân 1 là khi nó tạo ra AlOH 3 lần là mất 1 OH trừ nhân 1. 4 nhân 0,1 nghĩa là nó mất OH. Khi tạo ra nhôm 3 cộng thì nó mất 4 OH trừ. Vì thế các em có 4 nhân với 0,1. Từ đó thì tìm V bằng 350 ml. Vậy đáp án thì có là D.